Xin chào tất cả các bác ạ. Vâng, video này thì dành cho bác nào đang tìm kiếm một em nồi cơm cao tần Panasonic van dài các bác nhé. Đây là một cái em Pana van dài, cơm sẽ rất là ngon cho các bác luôn. Và giá cực kỳ ưu đãi, giá Tết chỉ với xả kho là 900.000 đồng. À, nồi nguyên bản Steam BH, Steam là hơi nước đấy, công nghệ hơi nước ở cái van dài này rồi. À, nguyên bản còn pin, bên ngoài được dán dịch tiếng Việt. Mặt là màu đỏ đô các bác nhé, xung quanh là viền đen, sản xuất là đời 2016 tại Nhật Bản luôn. À, công suất là 1200W, cần cảm qua cái bộ đổi nguồn tối thiểu là 1500V A, với mã là SR-SI105G. Đấy là về ngoại hình chủ bên ngoài, chúng ta sẽ xem ở nội thất ở bên trong ra sao. Em này thì có một vài vết chấm ở đây này, cái phần viền nó có vết xước như thế này. Đó, nhưng sau rất là dày, rất là nặng luôn cho các bác. Doang đây ạ. Giá 900.000 đồng là bảo hành 6 tháng và hỗ trợ trọn đời sau bảo hành cho các bác. Ưu tiên bác nào mà mua giá có bảo hành 6 tháng mà chuyển khoản hết trước 100% thì chúng ta sẽ được bao ship toàn quốc các bác nhé. Và đồ nhà Tây Huyền ngoài bán giá không bảo hành, đâu giá có bảo hành ra thì còn bán giá không bảo hành. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi test hoạt động nồi. Nồi đã sôi rất là mạnh các bác nhé. Đó. Công suất là 1200W, cần cảm quan đổi nguồn tối thiểu 1500V A. Hoạt động hoàn hảo luôn này. Tắt mà giá chỉ mới là 900.000 đồng. Bảo hành 6 tháng và hỗ trợ trọn đời sau bảo hành cho các bác luôn ạ. Bác nào ưng ý em nói rồi thì hãy mau chóng liên hệ ngay đồ nhà Tây Huyền nhé. Theo số điện thoại 0936811346 hoặc có thể đến mua hàng trực tiếp tại địa chỉ số 9 ngõ 114, đường Hậu Ái, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của đồ nhà Tây Huyền.